Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, chiều thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, trong 2 ngày qua, báo chí của Mỹ và mạng xã hội của Mỹ xôn xao về câu chuyện của một cựu chiến binh Mỹ là ông Peter Matthews giữ một sổ tay của một bộ đội Việt Nam đã 50 mấy năm rồi và muốn trả quyển sổ tay này về lại cho thân nhân của người bộ đội đó. Câu chuyện rất là cảm động. Đây là câu chuyện của khép lại quá khứ, của quên đi sự đau thương trong quá khứ để cùng hướng tới tương lai. Thưa quý khán thính giả, ông Peter Matthews là một người sinh ra ở tại Hòa Lan. Và năm 1963, gia đình ông di dân sang nước Mỹ. Và ông ở đó được vài năm. Ông chưa có quốc tịch nước Mỹ, ông mới có thẻ xanh thôi. Nhưng khi ấy nước Mỹ còn có Bắc quân dịch. Vào năm 1966, ông đã bắt đi làm nghĩa vụ quân dịch. Và vào năm 1967, ông được điều động tới chiến trường ở Đắc Tô, Việt Nam, là một trong những chiến trường lúc ấy rất là nóng bỏng. Thời gian đầu, ông là xạ thủ súng máy, nhưng sau vài tháng, ông đã trở thành chỉ huy của một tổ chuyên chi viện cho các đơn vị ở tiền tuyến. Khi ông ra chiến trường ở tại Đắc Tô trong một trận chiến kéo dài khoảng 4 ngày, vào tháng 11 năm 1967, ông đã tìm thấy một quyển sổ tay sau một trận đánh. Sau khi mà kiểm tra, rà soát lại một điểm tập kết hành trang của bộ đội Việt Nam dưới chân đồi 724. Khi ông thấy sổ tay này, thì ông thích thú về những hình vẽ và cách trang trí của tập sổ tay khoảng chừng 93 trang đó. Và ông nghĩ đây không phải là một tài liệu quân sự. Ông chỉ cho rằng đây là một hình thức kỷ vật cá nhân, nên ông giữ lấy làm kỷ niệm. Ông không có báo cáo lên cấp trên về chuyện này. Và theo lời ông kể, đáng lẽ thì ông phải báo cáo lên cấp trên. Nhưng ông nghĩ đây chỉ là một vật tư liệu, có nhiều kỷ niệm cá nhân chứ không phải là một tài liệu về quân sự. Nên ông giữ làm kỷ niệm. Ông tâm sự như sau: khi ấy tôi chỉ nghĩ đây là một quyển sổ thật đẹp. Tôi ấn tượng với độ chi tiết và khiếu thẩm mỹ của chủ nhân quyển sổ. Đáng ra tôi nên nộp lại tài liệu này, nhưng tôi không thể rời xa nó. Quyển sổ cũng không giống tài liệu quân sự hay tài liệu mật. Tôi thậm chí không kể về nó với bất kỳ một ai. Và sau đó, thưa quý khán thính giả, tháng 12 năm 1967, ông trở về lại Mỹ và ông giữ quyển sổ đó. Từ đó đến nay như thế là đã 56 năm trời rồi. Ông sau khi mà trở về lại Mỹ năm 1967, thì vào năm 1968, khoảng tháng 2, ông đã được nhập tịch nước Mỹ, trở thành công dân của Mỹ. Từ khi mà trở lại Mỹ, ông đã kết hôn, có con và gia đình và lập nghiệp ở tại tiểu bang New Jersey. Ông giữ quyển sổ đó và chỉ ông xem. Ông ít trao đổi với người thân của ông, ngay cả những người con ruột của ông. Ông cũng không muốn nói đến, vì đó là chuyện chiến tranh, chuyện giết người, chuyện sát hại lẫn nhau. Ông cảm thấy rất là vô nghĩa. Các con của ông cũng đã nhiều lần nói ông hãy mở lòng tâm sự để trút đi những gì quá khứ, những ám ảnh đau thương mà ông đã trải qua. Nhưng ông nói rằng ông không có nói, là vì đây là một việc vô nghĩa. Chiến tranh không có ý nghĩa chút nào hết đối với ông. Ông muốn khép lại quá khứ để lòng ông thanh thản. Và ông biết rằng người mà ông cầm giữ nhật ký trong tay là một chiến sĩ, là một liệt sĩ của Việt Nam, nên ông tôn trọng. Nhưng trong những năm qua, thưa quý khán thính giả, vấn đề tương tác giữa Việt Nam và Mỹ ngày một
mạnh hơn và nhiều người Mỹ đã về Việt Nam cũng như nhiều người Việt Nam cũng đã qua sinh hoạt ở Mỹ. Khi ông thấy có những người đội nón lá của Việt Nam thì gợi lại những hình ảnh của quá khứ. Nên tháng trước ông quyết định là muốn trao cuốn mở ngoặc và đóng ngoặc nhật ký đó cho những người thân của một chiến sĩ đã hy sinh trên chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn của ký giả Megan Borough trên tờ North Jersey, ông Peter Matthews trả lời rằng ông không biết nhiều gì về người chủ của cuốn mở ngoặc đóng ngoặc nhật ký đó. Nhưng ông biết người lính đó tên là Cao Xuân Tuất, không có viết dấu. Nhưng ai cũng biết là tiếng Việt là Cao Xuân Tuất, quê ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thưa quý khán giả, với chi tiết này thì thông tin nhanh chóng thời đại bây giờ đã loan truyền đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở tại Hà Tĩnh. Thì ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi đây, yêu cầu rà soát lại tất cả. Và họ đã xác định được một liệt sĩ Cao Văn Tuất, giống y như những gì mà ông Peter Matthews đã trình bày. Và có hai người chị em của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Nhưng hiện nay họ chưa khẳng định được 100%, cần phải xem xét lại chữ viết, nét chữ viết đó có đúng là một người hay không. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở Hà Tĩnh đã phát biểu như sau: nhiều khả năng liệt sĩ Cao Văn Tuất chính là người được đề cập trong cuốn sổ, nhưng còn một số thông tin mà cơ quan chuyên môn cần xác minh thêm. Và như tôi nói, cần xác minh thêm đó chính là chữ viết của liệt sĩ Cao Văn Tuất hồi xưa và những gì mà nói là liệt sĩ Cao Văn Tuất có phải là cùng một người hay không. Thưa quý khán thính giả, như vậy thì chúc mừng cho hai người chị em của liệt sĩ Cao Văn Tuất đã được những thông tin của liệt sĩ Cao Văn Tuất. Họ rất vui mừng và chúng ta đang đợi kết quả sau cùng. Thường là 90%+ rồi, nhưng chỉ còn có đôi chút nữa là xong. Quý khán thính giả cũng đã biết sau khi mà cựu chiến binh của Mỹ 77 tuổi ông Peter Matthews trả lời trên báo chí và trên Facebook và các mạng xã hội của Mỹ, thì nhiều người đã đến tìm gặp ông và muốn mua lại mở ngoặc và đóng ngoặc cuốn nhật ký đó với giá là $1,200. Nhưng ông nhất định không có bán vì đây là một phần của kỷ niệm quá khứ của ông. Và chính ông đã nói ông muốn trao cho những người thân để khép lại quá khứ hận thù mà đã chết chóc trên đồi Đắc Tô năm xưa, chứ ông không muốn để lại những gì mà cảm thấy đau đớn hận thù. Cũng có nhiều cơ sở đề nghị xin dịch và xuất bản quyển mở ngoặc và đóng ngoặc nhật ký này, nhưng ông chưa có trả lời. Có lẽ ông để cho những người thân nhân của liệt sĩ Cao Văn Tuất quyết định chuyện này. Thưa quý khán thính giả, đọc câu chuyện này tôi rất xúc động vì đây là một câu chuyện tôi cho là nhân văn, khép lại quá khứ để cho lòng được thanh thản hướng về tương lai. Những nỗi đau của hận thù, mất mát của chiến tranh cần phải khép lại để cho tâm hồn được thanh thản, hướng tới sự thịnh vượng và phát triển chung của cả hai nước Mỹ và Việt Nam. Nếu là nước Mỹ mà cũng đã có thể khép lại quá khứ, quên đi những dĩ vãng đau thương, thì huống chi cùng một dân tộc người Việt như nhau mà không quên đi những quá khứ để hướng tới tương lai chung, xây dựng đất nước. Đó là điều mà tôi mong mỏi vô cùng. Thưa quý khán giả, đó là thông tin và góc nhìn của tôi về vấn đề này. Một cựu chiến binh Mỹ, ông Peter Matthews, đã tình nguyện giao lại cuốn mở ngoặc đóng ngoặc nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất cho người nhà, rất là xúc động, để khép lại quá khứ, hướng tới tương lai hòa hợp dân tộc, giàu là khác dân tộc. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị
trong chương trình sau.